mời các bạn lắng nghe quyển sách bình thư yếu lược tác giả hưng đạo đại dương trần quốc tuấn giọng đọc quy hộ lời giới thiệu bình thư yếu lược được cho là một trong hai tác phẩm chính của hưng đạo đại dương trần quốc tuấn vị tướng lừng danh trong lịch sử việt nam cũng như thế giới tác phẩm kia của ông dạng tiếp tông bí truyền thư đã thích lạc. Người ta biết đến Dạng kiếp tông bí truyền thư Nhờ sự tồn tại của lời bạc Mà nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư Đã viết trong cuốn sách đó Sau này Có một số người ngờ rằng Bình thư yếu lược Chính là dạng kiếp tông bí truyền thư Xin hãy tạm kể điều đó ở đây Như một sự tồn nghi Bên cạnh bình thư yếu lược Hầu thế còn được biết đến Một bản hình của Trần Quốc Tuấn với lời văn đầy hùng khí và hết sức khéo léo kích lại tinh thần quân tướng đại việt trước cuộc đối đầu với đội quân nguyên mông từng dày xéo từ âu sang á dù chư tỳ tướng hịch văn là một án văn bất hủ bản hịch đã đi vào tâm thức cùng niềm tự hào của bao nhiêu thế hệ người việt suốt những năm qua bình thường yếu lược là không được nhiều người biết đến như thế hơn nữa văn bản của cuốn sách truyền đến nay vẫn chưa có một sự khẳng định và bảo đảm nào chắc chắn là của hưng đạo dương dù có mạnh dạng nhất cũng chỉ có thể coi rằng văn bản này đã được tu chỉnh nhiều so với nguyên gốc bình thường yếu lực hiện vẫn còn đang song song tồn tại cùng lúc hai bản dịch của hai nhóm dịch khác nhau đó là bản dịch của nhóm dịch giả nguyễn ngọc tĩnh và đỗ mộng khương do giáo sư đào duy anh hiệu đính nhà xuất bản khoa học xã hội 1970. Từ đây xin gọi là bản khoa học xã hội và bản dịch của nhóm dịch giả Nguyễn Phước Hải, Mã Xuân Lương và Lê Xuân Mai, nhà sách khai trí 1970. Từ đây xin gọi là bản khai trí. Bản khoa học xã hội căn cứ trên cơ sở văn bản chữ Hán lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hà Nội. Các dịch giả và người hiệu đính qua phân tích nhận thấy văn bản lưu trữ này do người sao tu chỉnh chính xác là trích cá diều đoạn trong tác phẩm hổ trướng khu cơ của lộc khê hậu đào duy tự một vị tướng tài xuất hiện trong giai đoạn trịnh nguyễn phân tranh vì thế nhóm dịch và hiệu đính đã chủ động cắt bỏ những đoạn trích này và đưa toàn bộ nội dung của hổ trướng khu cơ ra in ở sau coi như phần 2 của bản khoa học xã hội bên cạnh đó do đặc thù của giai đoạn này trong quá trình dịch, các dịch giả đã lược bỏ những đoạn được coi là mang tính chất mê tín theo quan điểm của giai đoạn lịch sử đó. Đó là một điều hết sức đáng tiếc. Bởi chính những đoạn bị lược đi mới tạo ra cảm giác thuyết phục với không ít người rằng đây là tác phẩm của Đức Thánh Trần, một vị thánh có nhiều phép thuật và quyền năng trong tín ngưỡng diệt. Bản khoa học xã hội gồm có các phần chính sau lời giới thiệu của giáo sư Văn Tân, tiểu sử Trần Quốc Tuấn, tiểu sử Đào Duy Tự, thuyết minh về bản dịch của giáo sư Đào Duy Anh, văn bản binh thư yếu lược gồm 4 quyển, văn bản Hộ trướng khu cơ gồm 3 quyển. Bản khai trí, có một vị trong nhóm dịch giả là Lê Xuân Mai, được biết đến với các nhiều bản dịch binh pháp Trung Hoa như Tôn Tử Binh Pháp, Ngô Tử Binh Pháp, tư mã binh pháp khổng minh binh pháp thực ra bản khai trí do lê xuân mai dịch là chính hai vị mã nguyên lương và nguyễn phước hải chủ yếu đóng vai trò cố vấn và hiệu đính không như tất cả các bản dịch binh pháp khác của lê xuân mai và đồng sự thường được in song ngữ việt hán bản khai trí chỉ in song ngữ cho phần phụ lục Bài dụ chư tỳ tướng hịch văn tức hịch tướng sĩ của hưng đạo dương sách hầu như không có chú thích, các hoàn toàn với bản khoa học xã hội, dẫn giới thiệu phần tu chỉnh của hậu thế, cũng như in hoàn toàn hộ trướng khu cơ để tham khảo. Nhóm dịch giả bản khai trí loại bỏ tròn về phần đó. Bởi vậy, bản khai trí khá mỏng, dù được trình bày rất thoáng và có bổ sung các phụ lục như phổ hệ nhà trận, bài hịch tướng sĩ. Bản khai trí gồm có các phần chính sau lời nói đầu, phổ hệ nhà trần, tiểu sử và đức độ của dương hưng đạo, bài hịch răng dạy các tỳ tướng, văn bản bình thư yếu lược cuốn thứ nhất. Như vậy phần nội dung chính của bản khai trí văn bản bình thư yếu lược cuốn thứ nhất tương đương với quyển 1 trong số 4 quyển trong văn bản bình thư yếu lược của bản khoa học xã hội. Điều khác biệt lớn nhất đó là bản khai trí dịch đầy đủ phần được cho là mê tín và bị cắt bỏ trong bản khoa học xã hội. Có thể nói, để có được một cái nhìn toàn diện hơn về bình thư yếu lược, dù cho đã là bản được hậu thế tu chỉnh, tốt nhất người đọc nên tiếp xúc với cả hai bản dịch ở tình trạng trọn vẹn. Trước đây, năm 1997, nhà xuất bản Đồng Tháp có in một bản bình thư yếu lược kiểu lạc. Nghĩa là đem dân bản bình thư yếu lược cuốn thứ nhất trong bản khai trí thay vào chỗ quyển 1 trong văn bản bình thư yếu lược bản khoa học xã hội. Về mặt nội dung, có lẽ bản Đồng Tháp 1997 là đầy đủ nhất so với văn bản gốc chữ Hán trong thư viện quốc gia. Tuy nhiên, hơi văn của hai bản dịch hoàn toàn khác nhau. Việc chấp ghép như vậy khiến cho bản Đồng Tháp 1997 có vẻ đầu ngô mình sợ từ góc nhìn đó. Khi chuẩn bị nội dung một bản binh thư yếu lược để tái bản, chúng tôi đã cân nhắc không ít và rồi chính thức đưa ra phương án. Giới thiệu trọn vẹn cả hai bản dịch cùng với tất cả phụ bản kèm theo, bổ sung thêm văn bản lời bạc của Trần Khánh Dư viết cho dạng kiếp trong bí truyền thư. Do đặc thù là bản dịch đầy đủ cho cuốn thứ nhất, tương đương Nguyễn Mục, binh thư yếu lược, nên bản khai trí sẽ được đưa lên trước. Tiếp theo đó sẽ là bản khoa học xã hội với cả hai phần, bình thường yếu lược và hỗ trướng khu cơ. Trước mỗi bản sẽ là lời nói đầu của bản đó. Riêng phần phụ lục sẽ được đưa xuống cuối sách. Mọi chú thích gốc sẽ được giữ nguyên để người đọc có cái nhìn hoàn toàn chuẩn về hai bản dịch cùng xuất hiện ở hai miền đất nước trong năm 1970. Phục lục mới bổ sung lời bạc của Trần Khánh Dư sẽ được sử dụng bản dịch trong thời gian Lý Trần tập 2, nhà xuất bản Khoa học xã hội 1988, kèm tất cả nguyên chú. Hy vọng rằng cuốn sách Bình thường yếu lượng với hai bản dịch kèm đầy đủ các phụ lục mà bạn đang cầm trên tay sẽ là một cuốn sách tốt để đọc, một tài liệu để tham khảo và ngẫm ngợi. Và trong chừng mực nào đó cũng có thể dùng để nghiên cứu. Chỉ xin lưu ý nhỏ với các bạn đọc đây là một tác phẩm giữ được tin rằng do hương đạo đại dương Trần Quốc Tuấn vì anh hùng dân tộc, vì thánh trong lòng người Việt đã viết nên. Và các lớp hậu sinh góp phần tu chỉnh. Bởi vậy, hãy trân quý cuốn sách và đặt ở nơi trang trọng trong tủ sách hay phòng đọc, phòng làm việc. Nếu dùng làm quà tặng, hãy nhớ chọn mặt gửi vàng Để cuốn sách được trao cho người xứng đáng nhận và xứng đáng đọc. Có gì thế, mới thực là không phụ tâm quyết cổ nhân. Hà Nội, tháng 8 năm canh tí, công ty trách nhiệm hữu hạn sách và truyền thông Việt Nam. Hết lời giới thiệu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Bình thư yếu lược Bản của nhà sách khai trí dịch giả nguyễn phước hải mã nguyên lương và lê xuân mai lời nói đầu việc binh là việc sống chết của nhân dân là việc còn mất của quốc gia nên bất cứ triều đình nào chính phủ nào cũng đều phải lưu tâm đến binh học bởi lẽ ấy các võ quan thời xưa đều phải thi võ thuật và chịu khảo hạch về binh thư nhưng các binh thư lại có rất nhiều thứ phần nghệ văn chí trong hán thư có chép rằng nhiệm hoành chia các binh thư ra làm bốn loại một binh quyền mưu hai binh hình thế ba binh âm dương bốn binh kỹ xạo nếu điểm qua cái binh thư trứ danh của trung quốc trong các đời thì về đời tam hoàng có các sách quỳnh đế binh pháp ốc kỳ kinh của phong hậu trong đời chu được soạn các sách thái công binh pháp của lữ Dọng, lục thao của triều đình chu chu công tư mã pháp tư mã binh pháp của điền dương tư nước tề tôn tử binh pháp của triều đình ngô ngô tử binh pháp của triều đình ngụy quốc liệu tử binh pháp của quốc liệu học trò của quỷ cốc Tự. trong đời hán có tố thư của quỳnh thạch công tâm thư của khổng minh vào đời đường có thái bạch âm kinh của lý thuyên lý về công vấn đối của triều đình đường nếu chỉ xét riêng cái binh thư còn thấy được ngày nay cũng có tới 53 nhà 13 nhà về quyền mưu 11 nhà về hình tế, 16 nhà về âm dương 13 nhà về kỹ xảo xem trên thì đều hiểu rằng binh học sâu rộng như rừng như biển làm sao các võ quan có thể đọc hết các binh thư được bởi thế các đời sau có soạn những bộ binh thư tổng hợp thì được gọi là võ kinh trong đời tổng có các bộ võ kinh tổng yếu 40 quyển của nhóm tăng công lược hổ kiềm kinh 20 quyển của hứa động bị luận một quyển của hà khứ phi mỹ cần thập luận một quyển của tân khí thật võ kinh thất thư gồm có bảy sách tuyển định là một thái công binh pháp hai lục thao ba Tư Mã Pháp, 4. trung Tử, 5. Ngô Tử, 6. Quốc Liễu Tử, 7. Lý Dệ Công Giến Đối. Trong đời minh có các bộ, giỏ kinh khai tông 14 quyển của Quỳnh Hiến Thần, giỏ kinh tá nghị 7 quyển, giỏ biên 12 quyển của Đường Thuận Chi, giỏ bị chí 240 quyển của Ma Nguyên Nghi, giỏ bị tâm lược 7 quyển của Thi Dính Độ Dân Dân. Các binh thư soạn ra thật là nhiều, không kể xiết. Nhưng từ đời Minh trở về sau, binh học của Trung Quốc có vẻ suy đồi, nên các binh thư soạn ra về sau ít được người đời nhắc nhở. Trong dĩ dạng, nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Các triều đại lớn như Đinh, Lê, Lý Trần, Nguyễn đều được xây dựng và giữ gìn bằng chiến công, nên không thể sao lãng nghề dọa vì chịu ảnh hưởng của văn minh trung quốc các võ tướng việt nam ắt phải đọc những binh thư của trung quốc chú thích cũng giống như các cường quốc âu tây trong quá khứ đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn minh hy lạp là mà hết chú thích điều ấy cũng hợp lẹ vì các binh thư ấy rất có giá trị không phải riêng đối với á đông mà còn đối với thế giới nữa thư hỏi các binh gia âu tây ngày nay Ai mà không biết quy danh của Xuân Tê, tức là tôn tử. Ngoài ra, các triều đình Việt Nam cũng có sang định võ kinh riêng để cho các tiến sĩ học tập. Nếu chỉ kể dân bộ nổi tiếng nhất, thì đời Trần có bộ dạng kiếp tông bí truyền và bộ binh thư yếu lược của hương đạo dương Trần Quốc Tuấn. Đời Nguyễn có bộ hộ trướng Xu cơ của lộc kê hậu đạo duy Từ. Dạng kiếp tông bí truyền là một binh thư rất quý thuộc loại âm dương học, không thể phổ thông ra ngoài dân chúng. Vậy ta không thể bàn luận điều gì. Nhân Huệ Dương rồi cánh dư để tiểu sách ấy, viết như sau. Phạm dùng binh giỏi thì không cần bày trận, bày trận giỏi thì không cần đánh, đánh giỏi thì không thua, khéo thua thì không mất. Ngài quốc công của chúng ta, tức là Dương Hương Đạo, xem quả đồ của các nhà mà soạn thành một bộ sách tùy chỉ chọn lấy cái chỗ tinh gì nhưng sao lục đầy đủ các chỗ cốt yếu loại bỏ các chỗ dụng vặt rút lấy các chỗ thực dụng đều lấy năm hành tương ứng chính cung thay nhau phối hợp cứng mềm xoay chuyển tuần hoàn là luận bất ngờ về thần sát, thiết diêu trời chăng và năm sao kim mộc thủy quả thổ hung thần ác tướng tam cát ngũ hung đều chỉ bày rõ ràng sách ấy dùng đã ba đời trăm đánh trăm thắng cho nên đương thời có thể làm rúng động quân hung đô mông cổ ở phía bắc làm cho nước lâm ấp ở phía tây phải khiếp quy nên sách ấy được biên chép làm của gia truyền không được phép tiết lộ ra ngoài có lời di chúc của dương hưng đạo dặn rằng về sau con cháu bồi thần học được bí thuật này phải thi hành cho sáng suốt không được bày trận ám mùi hồ đồ lại có di văn của dương dặn rằng nếu không tuân lời dặn thì sẽ chiêu dời tai ương hoạn nạn cho tới con cháu đó là bởi tiết lộ thiên cơ vậy xem lời dặn của dương ta đủ hiểu rằng dạng kiếp tông bí truyền là sách thuộc loại âm dương học chỉ dành riêng cho các bậc quân sư để cha truyền con nối mà giữ nước thêm nữa danh từ dạng kiếp tông tỏ rõ ý chí của dương muốn lập một tông phái do học tại dạng kiếp và dạng kiếp tông bí truyền chính là binh phả biệt truyền của bôn phái. trái với bộ sách bí truyền nói trên, bộ binh thư yếu lược là một bộ võ kinh thông thường, có thể phổ biến trong giới tướng sĩ. trong bài hịch răng dạy các vị tướng, dương há chẳng nói các người nếu chuyên tập sách này, nghe lời dạy bảo của ta, ắt đó là duyên thầy trò kiếp xưa. còn nếu kinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta. Ác đó là mối cựu tù kiếp trước Hay sao? Tại sao các bộ võ kinh của Triệu Tống Rất được thông dụng Mà Dương lại còn soạn ra bộ Binh thư yếu lực Hoặc Dương thấy các võ kinh của Trung Quốc Không được đầy đủ Nên Dương muốn thêm vào những kinh nghiệm của mình chăng Hoặc Dương muốn người Việt phải có ốc tự lập, tự chủ, nên Dương tự soạn ra một bộ binh thư riêng biệt cho giới võ tướng Việt Nam chăng? Dầu sao bộ binh thư yếu lược đánh dấu một giai đoạn mới cho nền binh học Việt Nam, bắt đầu muốn giữ một bản sắc độc lập. Một điều đáng để ý là bản binh thư yếu lược còn lại ngày nay. Có chứa nhiều sự kiện lịch sử liên quan đến Hai Triều Lê Nguyễn. Điều ấy chứng tỏ rằng Triều Nguyễn cùng dùng sách ấy và đã thêm vào nhiều đoạn mới. Vậy ta có thể kết luận rằng binh thư yếu lược là bộ võ kinh đầu tiên của Việt Nam được thông dụng trong các triều trần lê nguyễn về sau xu hướng tự lập tự cường của nền binh học việt nam càng được nhận thấy rõ ràng trong cuốn hộ trướng xu cơ mà lộc khê hậu đạo duy tự đã tự soạn ra cho triều nguyễn khác hẳn cái binh thư xưa sách này được chia ra ba phần theo thuyết tam tài thiên tập địa tập và nhân tập sau đây xin trích dẫn một đoạn trong bài tựa của hậu tước lộc khê ở đầu cuốn hộ trướng Xu cơ người xưa có nói rằng nếu dùng chiến tranh để ngăn ngừa chiến tranh dầu phải đánh nhau việc ấy cũng nên làm nếu giết người để yên người dầu phải giết người việc ấy cũng nên làm nhưng trong việc chinh chiến có rất nhiều phép tắc việc sát phạt có nhiều phương sách chẳng giống nhau có trí thì dùng trí không trí thì dùng sức việc đánh phá các chỗ dưỡng bệnh, cầm bắt tinh binh của địch, cưỡi ngựa, múa roi, bỏ công lao ra sống vào chết, nuôi chí thịt nát xương tan. Đó chẳng qua là làm kẻ võ dụng, đâu có thể địch lại muôn người. Đó gọi là không dùng trí thì dùng sức vậy. Này, tôi thà đấu trí hơn đấu sức. Do đó, ngẩn mặt tuân theo diệu ý của tánh hiền đời trước, cúi xuống nhờ cậy vào tài năng khéo léo của bạn lành kiếm hết các kinh sách lạ lùng trong thiên hạ, tìm xem các phép tắc khác thường xưa đây, rửa nghiêng thấm bút, cúi chép một sách đặt nhân đề là hộ trướng su cơ. Trong sách ấy, bất cứ là quả công, thủy chiến, trần rắn, trần chim, chiến lược, mưu kế, các việc cơ mật của binh gia, không chỗ nào mà không hoàn bị. Nếu tướng suý có cơ tri học được sách ấy, thì có thể lập được công danh đứng trên muôn người đem lại thái bình trong một hồi giống. Vậy nên trân trọng giữ gìn sách ấy mà chớ truyền thụ cho người ngoài dân dụng. Lý do chính đã thúc giục hầu tước lộc Khê soạn ra bộ hộ trướng su cơ là các binh thư của Trung Quốc quá rườm rà và khó hiểu. Ta hãy xem một đoạn trích dẫn từ bài tựa của ông Cao Khuê Chiêu Dương trong bản chép tay vào đời đồng khánh. Nếu có ai hỏi tôi rằng Phạm việc còn mất của xã tắc việc mừng lo của nước của vua đều tùy thuộc vào một người tướng suý cho nên làm tướng mà học binh pháp thì cốt phải tinh thông chớ chẳng cần học nhiều cần phải mạnh dạn mà phải gom kim mưu trí nhờ đó mà khi ra khỏi cửa thành tướng suý có thể nắm vững then chốt phép cầm binh là nơi treo giữ số mệnh của ba quân nếu người võ chẳng được tinh thông mà tướng suý lại thiếu mưu trí thì trong khoảnh khắc lật ngược bàn tay Giang Sơn phải chịu đổi dời, Như thể chẳng đáng cẩn thận hay sao? Giá lại, các sách đã soạn ra. Không phải là không hay, nhưng lời lẽ quá rườm rà, rắc rối. Nhiều chỗ tinh thô chẳng giống nhau. Khiến cho độc giả như ngồi đá giếng nhìn lên trời cao. Thay một con thuyền lên đên trên biển cả. Mờ mịt chẳng biết cội nguồn ra sao. Mình mong chẳng dò ra manh mối. Đành phải chịu như thế vậy. Chờ đến chiều ta, có ngài lộc khê có chí khí ngàn nhiên khác thường cứ xem ngài phò tá vua thánh tổ nhà ta để danh tiếng nghĩa dũng lại ngàn năm mang lại thái bình trong một ngày như thế trong thâm tâm của ngài thực có chứa buôn ngàn giáp binh vậy đến khi ngài trả ứng về hưu vui cảnh núi dường cứ xem cái xu hướng ấy cũng đủ biết rằng ngài đứng ngang hàng với các bậc y doãn lữ vọng tử phòng khổng minh vậy đến khi năm trời sắp hết lịch sợ tâm thuộc của ngài không được truyền lại tài trí thần diệu phải bị chôn vùi nhưng may mắn có ông triệu điền lanh lợi hơn người được ngài đích thân truyền dạy rồi tới hai vị bửu thúc cao lượng khám phá các điều sở học của ngài lộc khê và của ông triệu Điện mà người đời chưa từng biết đem ra truyền dạy cho nhau thực là của báo của trời đất há dễ ai thâu lượm hết được lại gặp bạn tôi là Hà Hồ, cô ham thích môn học bí truyền, nên chẳng tiếc công lao, rửa nghiêng thấm bút, chép ra một pho với thành ba cuộn gọi là Hổ Trướng Su Cơ. Trong đó tỏ bày tất cả then máy quyền bí của trời đất, gồm hết tinh hoa của vũ trụ, nên tôi không thể nén lòng phấn khởi, vui mừng mà cũng viết thêm ít lời như trên đây. Ta xem trên thì đủ hiểu rằng, bình thường yếu lược bộ hộ trướng su cơ là võ kinh mới nhất của Việt Nam vậy. Như thế, đã từ lâu, tổ tiên của chúng ta muốn sáng tạo một nền binh học độc lập. Ốc tự lập từ cường ấy không phải là không chính đáng. Đọc lịch sử, đã thấy rằng ngoài việc bình chim, sáp nhập chân lạc, đánh sim lào để mở rộng bờ cõi, nước Việt Nam nhỏ bé đã lập nhiều chiến công hiển hách để giữ gìn non sông. Đời Ngô phá hán, đời Lý đánh tống, đời Trần Bình Nguyên, đời Lê đuổi Minh, đời Tây Sơn phá thành. Và trong khoảng 20 năm gần đây, quân Việt, mặc dầu ở phe phái nào, cũng đều chứng tỏ khả năng chiến đấu khác thường, khiến cho Hoàng Cầu phải mỗi ngày chú ý đến chiến cuộc ở Việt Nam. Nếu những chiến công kể trên chỉ là những thắng lợi lẻ tẻ và tạm thời, do sự may mắn đem lại, thì ta không nên dội tự khen. từ khen. Thực ra, những chiến thắng ấy chỉ là những đối qua tô điểm cho những chiến cuộc có thể kéo dài hàng chục năm trời. Chính những chiến cuộc lâu dài này mới chứng tỏ sức chiến đấu dẻo dai và sức sống mãnh liệt của người dân Việt. Cần phân biệt kết cuộc thành hay bại, ta hãy xét các sự kiện sau đây. Hai bà Trương Trắc Trương Nhị đánh quân Hán, hạ được 65 thành trì, tự lập làm vua, đánh nhau với danh tướng Mã Diện gần 3 năm mới chịu tự tiết. Bà Triều Thị Chinh cầm đầu 1.000 thủ hạ đánh nhau với quân Hán trong 3 năm mới chịu tử tiết. Lý Nam Đế, rồi tiếp theo là Triều Diệt Dương, đánh nhau với quân nhà Lương trong 30 năm mới chịu thua. Dương Viên Nghệ, rồi tiếp theo là Ngô Quyền và đánh nhau với quân Nam Hán trong 7 năm mới giành độc lập. Lý Thường Kiệt đánh nhau với quân Tống gần 2 năm. Trần Hưng Đạo phải đánh nhau trong 5 năm với hai đạo quân Mông Cổ mới đuổi chúng về nước. Lê Thái Tổ phải đánh nhau gần 10 năm với quân Minh mới khôi phục Giang Sơn. Nội chiến Lê Mạc 65 năm, nội chiến Trịnh Nguyễn 45 năm, Tây Sơn đuổi Nguyễn Trịnh 17 năm, Nguyễn đuổi Tây Sơn 24 năm, cuộc chiến diệt Pháp Mỹ gần 20 năm. Xem thế, ta thấy rằng hình như trời bắt buộc nước Việt phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh lâu dài để khiến cho dân Việt có một truyền thống chiến tranh trong quyết hoàng. Do đó, dân Việt có một định mệnh khác thường người Việt phải là một nông dân và là một chiến sĩ. Sau bao cuộc chiến tranh tàn phá, dân Việt lại sinh sôi nảy nở, bành trướng thêm, lại càng làm cho thế giới biết rõ mình hơn và sẽ bước vào giai đoạn xây dựng một nền văn minh lành mạnh truyền bá khắp thế giới. Với một định mệnh khác thường như thế, dân Việt phải rút sức mạnh tự mình, do đó phải có một nền giáo học tự cường và một nền văn học tự chủ. Ngày nay, trong lúc dân dân đang tranh đấu để Giang Sơn được độc lập và thống nhất. Việc binh học tỏ ra cần thiết hơn bao giờ hết. Vậy đã đến lúc nên nghĩ tới việc sang định một võ kinh hợp thời cho quân lực Việt Nam, thầu tóm mọi kiến thức xưa nay để dọn đường cho các nhà binh học tương lai. Tôi nghĩ rằng việc tham học các binh thư thời trước chưa hẳn là hoàn toàn lỗi thời và vô ích. Tôi dũng là người tân học, nhưng đứng trước sách cũ của tổ tiên, chẳng dám chê bai và kinh thường, bởi nghĩ rằng giàu hay giàu dở, đây là di thư của tổ tiên. Nhờ đó tổ tiên của chúng ta đã dựng nước và giữ nước, và nhờ đó mới có chúng ta ngày nay. Chúng ta nên trân trọng giữ nó như của báo quốc truyền vậy. Đối với tôi, việc phiên dịch binh thư yếu lược này của Dư Hương Đạo chẳng những làm sống lại một thời dĩ dãn xa xăm. Bây giờ nhân dân Việt Nam bị lôi cuốn vào cuộc tự chiến với quân Mông Cổ, mà còn nhắc lại cho chúng ta nhớ lại một đường lối tu tập đã bị bỏ quên từ lâu, đó là Thánh Đạo. Bởi thế, ở đầu sách, tôi có viết bài tiểu sử và đức độ của Dương để cụ thể hóa nền Thánh Đạo của Nho học Á Đông. Chú thích, Nho học của Á Đông có sẵn từ lâu, trước cả khổng học của trung quốc hết chú thích về bài này tôi không có may mắn tham khảo được nhiều sách mà chỉ đọc qua loa vài đoạn trong ba bộ sách là bộ đại diệt sử ký của ngô sĩ liên bộ khâm định diệt sử thông giám cương mục và bộ lịch triều hiến chương loại chí phần nhân vật chí của phan nguyên chú nhưng về truyền của dương hai bộ sao không chép di tiết nào khác bộ trước thành thử rốt cuộc tôi chỉ sử dụng bộ thứ nhất mà thôi. Tôi thành thực nhận rằng đó là một khuyết điểm lớn và xin để dành việc thăm cứu cho các sử gia. Để làm bài tựa cho bộ sách này, tôi có chép nguyên văn bài hịch của Dương và đưa ra một bản dịch. Tuy không hay bằng các bản dịch văn qua đã biết, nhưng sát nghĩa hơn để quý vị độc giả xem đối chiếu với hán văn. Bộ sách dịch này sẽ không hoàn thành được nếu không có sự trợ lực của cựu thiếu tướng Mã Nguyên Lương ở Long Hoa đã kiểm điểm dùm bổn Hán văn và dược sĩ Nguyễn Phước Hải ở Long Khánh dẫn đến dùm bổn dịch. Vậy tôi xin ghi nơi đây lời cảm tạ đối với hai tiên sinh, vừa là thầy hay vừa là bạn quý. Tôi vốn là người tân học không thuộc sử kinh, là không thông binh lược, nên việc phiên dịch không thể tránh khỏi có nhiều sai lầm. Vậy tôi xin nhận lỗi trước và thành thực mong quý vị độc giả bố thí lời chỉ giáo. Ấp Tây Nhị, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, 16 tháng Giêng kỷ dậu, Lê Xuân Mai, kính đề. Mời bạn lướt sang trái để xem hình. Hết lời nói đầu.